Dạ con xin chào bà cô chú. Mình xin chào các bạn ăn. Con mời ông bà cô chú ăn kẹo. Mình mời các bạn ăn kẹo. Con mời mẹ ăn kẹo. Ừ, mời mẹ kẹo đâu? Chết đi. Đây cho mẹ kẹo vô hố nè. Ừ, mẹ cảm ơn con. Dạ. Kẹo này ăn gỡ làm sao đây? Đây gỡ cái vỏ đó. Cái này hả? Đúng rồi mẹ. À, trong đây có gì vậy? Kẹo sô-cô-la. Coi thử bên trong nó có cái gì. Thôi bẻ thử coi. Ủa cứng quá vậy. Thôi mình cắn đi. Mời cả nhà nha. Kẹo sô-cô-la. À bên trong có vị sữa nè. Đúng rồi, vị sữa mà mẹ. Đây ngon chưa, ngon chưa mẹ. Ngon quá. Nè mẹ nè. Ừ. Nè mẹ. À con quên. Quên hả? Đây cái gác cho mẹ. Đây dưa hấu nè. Ừ con ăn đây. Có kẹo sô cô la này nó ngon lắm. Con nhớ hôm trước mà mẹ dẫn con đi chợ không? Dạ. Gặp cái ông kia ổng không? Ổng có kẹo sô cô la ổng cho con nhớ không? Mẹ nhớ. Ừ. Thôi con nói cảm ơn của mẹ. Ừ cảm ơn ông đúng không? Đúng rồi mẹ. Ừ. Ai cho mình gì là mình phải cảm ơn nha. Dạ. Ai cho mình cái cám mặn gì đó mình cà phê cảm ơn á. Ừ. Ăn thử cục này coi. Dưa hấu quá mẹ. Ừ. À cũng giống nhau ạ. Mà sô cô la luôn. Đúng rồi. Ừ. Con con cũng có vị sữa nè. Đây sữa nè mẹ. Ừ đúng rồi. Mà cái này thơm hơn Nhi. Cái này nó thơm vị cam rồi con. Đúng rồi mẹ. Ừ. Cái loại này nó thơm vị cam à. Con lẽ nè. Nó thơm vị dưa hấu. Ừ. Cái này thanh long nè. Hương trái cây á. Đây cũng là thanh long nè. Khác nha mẹ. Còn cái này khác. Thanh long này là thanh long chẻ miếng. Dưa hấu này là cũng là dưa hấu chẻ miếng. Còn dưa hấu này là cắt đôi. Cắt đôi thế này là một quả dưa hấu là mình cắt đôi thế này nè. Đó là nó dâm. Cắt cái thế này là đôi đó chưa. Dạ. Thanh long cũng vậy luôn. Thanh long là cắt đôi nè. Ừ. Không khám phá con Doraemon trong đó nó có gì Nhi. Dạ. Đây đây mẹ gỡ cho. Dạ. Thấy em Doraemon này hoài mà không biết có gì trong đây. Con đừng có đưa cái miệng con vô. Lỡ mẹ chỉ trúng cái miệng con sao. Trúng cái miệng cái hết ăn sô-cô-la luôn á. Rồi nè con mở ra đi. Mở được không? Dạ không, cái này không mở được. Được mà. Đó. Nè có gì trong đây nè. À em Doraemon. Em Doraemon dễ thương vậy. Đây cái gì đây mẹ? Đâu mẹ xem. Cái này là kẹo gì đó con? Đúng rồi kẹo. À kẹo. Kẹo xinh gum đúng rồi. Đúng rồi con thích ăn cái đó. Ừ rồi. Mở ra không được mẹ. À để mẹ mở cho, để mẹ mở cho. Này kẹo xinh gum nè. Wow, ngon quá vậy. Đây mẹ lấy cho. Đó. Cảm ơn mẹ. Mẹ ăn không? Thôi, cô ăn đi. Đúng rồi, ngon mẹ. Đâu cho mẹ thử miếng xinh gum này, hình như là không có nuốt được đâu nha con. Ừ. Có nuốt được không? À, được, được. Ừ, đúng rồi. Này xinh gum làm cho em bé ăn cái này nuốt được. Em đâu em ăn dễ cơ thương quá à. Dễ cưng quá. Ừ. Đúng rồi, cái này có kẹo á. Ừ. Em chơi gây mà nè. Đây là nắng ngào hả mẹ? Hử? Đang chơi nắng ngào. Để cho mẹ cũng nè. Ừ, đôi em chơi đánh nhau hả? À
Là giống đấu võ đài nè. Đúng rồi mẹ. Ừ, cái tay để đấu võ đài là đúng không? Giống cái con này có cái chuông không? Đúng rồi, có cái chuông nè. Đâu, có chuông luôn con. Cái chuông đó nè. À. Có là trắng, màu vàng nè. Ừ. Con để cho em đưa mà đứng đây đi. Em không đứng được à? Ai, không đứng được nằm đi. Thử để cho em đu đi mà đứng, mình không đứng được. Ừ. Cái này không đứng được. Thử lại nó có đứng rồi được không? Không đứng được con mẹ. Rồi, ăn thử cái bánh này coi. Dạ. Bánh này, cái này có bánh que. Bánh que sữa đó. À, đây nè. Ở đây có cái này sữa này này, để chấm vô đây nè con. Đó. Đây nè. Hấp dẫn ghê chưa? À. Rồi ăn vô đi mà. Ừ. Ngon quá. Ừ. Ngon dữ hả? Đúng rồi mẹ. Ừ. Ừ, cho con ăn miếng nè. Ngon lắm. Cái này ngon lắm hả mẹ? Ừ. Chắc con nuốt cái đó. Rồi ăn đi. Đó. Đúng rồi, ngon á. Rồi đưa cái này đây cho mẹ đi. Rồi con để vô đây uống rồi. Ừ. Rồi ăn này đi. Ừ. Đây cho mẹ một cái nè. Ừ, cảm ơn con. Mẹ chấm nó vô nha. Rồi đây. Quá tuyệt luôn. Đúng rồi, ngon lắm mẹ. Bánh que chấm sữa. Và luôn đó mẹ. Ừ. Ngon tuyệt vời luôn đó mẹ. Cái gì ngon luôn. Ngon thiệt, cái này ngon thiệt. Đúng rồi mẹ. Ngon mẹ. Ừ. Chấm miếng bỏ vô miệng luôn. Hay không lấy nhiều mẹ. Rồi con chấm con ăn đi. Mẹ ăn sô-cô-la. Dạ. Đây mẹ ăn sô-cô-la. Ừ, để đây, để mẹ ăn, mẹ lấy. Cái này ngon quá mẹ. Ừ. Để mẹ cắm sữa cho con ha. Dạ. Cắm sữa phải chua nha mẹ. Ừ. Chị ăn vừa uống sữa chua. Rồi. Để mẹ ăn thử cái hương cam này nè. Sô-cô-la hương cam. Này gió mát quá Nhi. Đúng rồi mẹ. Hồi nãy con qua bển con chơi, chị hai con chơi gì ạ? Dạ con không có chơi gì hết mẹ, con dọn phụ chị hai. Vậy hả? Giúp chị hai làm việc. À giỏi vậy. Dạ. Giúp chị hai làm việc là những việc gì? Dạ làm việc phụ chị hai, dọn dọn căn nhà, quét nhà phụ chị hai đó. Ừ. Giỏi dữ vậy hả? Con tập quét cho quen đó mẹ. À. Ừ đúng rồi. Gái lớn rồi phải biết làm việc nha. Em nó còn làm phụ mẹ nữa. Ừ. Cái này. Ừ. Ui. Cái này bị dâu của mẹ. Ừ. Ngon quá, để mình chấm thêm miếng nữa. Con quá chừng ngon rồi mẹ. Ừ, con nhớ chị ba không? Dạ nhớ.
Trời ơi, con nhớ mẹ. Ừ. Phải có chị ba ở nhà cho chị ba ăn với con. Có chị ba ở nhà đó, lấy cái này ra cho chị ba ăn cái này. Ừ. Cho chị ba ăn, chị ba thích. À, hình như là hổm chị ba cũng có mua một hũ này đúng không? Đúng rồi mẹ. Con một hũ, chị ba một hũ, đúng không? Đúng rồi, chị nhà chị ba có rồi. Ừ. Doraemon này hôm bữa là cũng chị ba cũng mua hũ đúng không? Đúng rồi mẹ. Thử cái này. Cái này nè mẹ. Cái gì con? Cái này chị ba cũng mua một hũ không mẹ? Không, mình mua mình cho chị ba. Dạ. Mẹ ơi, con có thể cho chị ba mượn những cái hình này, hình thanh long được không mẹ? Được, chừng nào chị ba về con cho chị ba nha. Dính miệng kìa. Ăn dính miệng để dành chiều ăn nữa hả? Nè. Mẹ. Mẹ lau cho. Mẹ lau cái miệng. Rồi, ok. Nhỏ quá. Con sắp được nghỉ Tết rồi đó. Con học chắc một tuần nữa được nghỉ Tết rồi. Ừ, con ăn đi. Con hết chưa? Đây sắp hết rồi mẹ. Đâu còn mấy cây nữa mẹ xem. Đây còn nữa nè. Đâu mẹ xem coi. À, con nhiêu vậy? Nhiều lắm. Ừ, cho mẹ cây nữa đi. Đúng rồi, rồi. Nhiều lắm rồi mẹ. Ừ. Con bánh này ăn ngon quá không? Chấm với sữa ăn ngon lắm. Ừ. Cái hộp Doraemon này chủ yếu là khám phá có con đồ chơi trong đây nè, chứ kẹo đâu có bao nhiêu đâu. Em bé nít nó mê mấy cái này đó. Nó thấy mấy cái này nó phải. Nó khám phá đồ chơi trong đây nè. Còn Doraemon chỉ thương. Đánh nhau mẹ. Ừ. Này chơi đấu võ đài nè. Ngày xưa mẹ mê phim hoạt hình Doraemon dữ lắm. Với truyện á. Truyện Doraemon á. Ăn xong chưa? Rồi, uống sữa đi. Dạ. Dính rồi mẹ. Ừ, mẹ lao cho. Rồi, ok. Cái này ngon lắm mẹ. Ừ. Mẹ thấy cái hình châu tay không mẹ? Rồi, mẹ thấy rồi con. Để cọ bên bên ngoài thao con còn. Ừ. Mẹ sao con còn thấy nữa nè. Cái này nhiều quá mẹ. Hết chưa? Dạ sắp hết rồi mẹ. Ừ. Rồi. Xong chưa con? Ừ. Không còn không mẹ? Hết rồi. Dạ con ban bà cô chú. Con chúc bà cô chú sức khỏe cho các con học nhé. Bye bye. Mình bao các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Rồi con ăn nữa đi. Mẹ ơi trong cái này còn đó mẹ. Ừ, còn con ăn đi. Ăn xong rồi vô ngủ trưa nha. Dạ. Ừ, trưa rồi đó. Còn cái này thắt quá. Ừ.